Chào các bạn nhé. Cái bếp từ TCL trên nhà ông ngoại mình tiếp tục thêm một cái video thứ ba nhé. Để mình sẽ cho mọi người tham khảo đọc bình luận. Như hai video trước ấy, thì bạn nào xem hai video kia các bạn sẽ hiểu nhé. Thì là mình đã độ lại cái mạch này để cái xung mở quạt ra đây, nó làm cho con móc phét này mở bão hòa để cho quạt nó sẽ đủ 18V để quạt chạy nhanh nhất luôn. Còn nếu mà lắp BJT thì nó sẽ không được nhé. Và đây, hiện tại mình đang lắp y như sơ đồ của mình, không khác gì. Các bạn xem video thứ hai các bạn sẽ hiểu rồi nhá. Mình sẽ đặt lại tên là video 1, video 2, video 3 cho các bạn sẽ. Bạn nào muốn am hiểu về điện tử này, muốn hiểu về cái mạch điện thì có thể là tìm 3 series 3 video này trên cái bếp TCL nhá. Cái bếp này nó có một cái thiết kế, đó là khi mà IGBT chưa nóng thì là bắt đầu là quạt sẽ chạy rất chậm. Và khi IGBT nóng lên thì bắt đầu quạt sẽ chạy nhanh. Tức là cái tín hiệu điều khiển quạt nó dạng chuỗi xung. Nhưng mình đang muốn ấy là bật phát như các bếp từ khác, bật phát là quạt chạy nhanh luôn. Bởi vì ấy là do nó thiết kế như thế, dẫn tới là con 8000 mở quạt ấy, nó bị lão hóa, dẫn tới là quạt không được cấp điện đủ, dòng không đạt, dẫn tới nó báo quá nhiệt nhá. Đó là cái nội dung mà bắt đầu mình xuất phát cái này. Thì bây giờ mình bật cho chúng ta này, mình đã làm cho nó quạt chạy nhanh luôn được, mặc dù nhôm đang rất nguội nhá. Và mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo này, 18V nhá. Quạt đang cấp trực tiếp 18V, còn đâu nếu như kia thì quạt chỉ được cấp 10V thôi, quạt chạy rất yếu. Thì do cái video thứ hai thì có một bạn ấy xem, đây mình cho mọi người tham khảo này. Ở video thứ hai của các bạn Sinh Nguyễn này này. Xem có đúng là bạn Sinh Nguyễn không? Nó ấy thì mình không rõ, tóm lại là ở cái video thứ hai nhá. Thì chúng ta sẽ thấy này, cái bạn này bạn nói này. Là theo mình với mạch này quạt được điều khiển bằng độ rộng xung đấy, PVKM ấy, chứ không liên quan đến việc mở bão hòa của chan to. Ý muốn nói là chan to đóng mở thì đúng, thực sự là nó có 5V nó mở, nhưng mà nó mở được tí thôi, được cái thời gian cấp 5V nó mở tí thôi, nhưng nó lại khóa lại luôn. Do đó mà dẫn tới là cái dòng chảy trung bình cho quạt qua quạt ấy thì là không mạnh, không hết cỡ, không lớn, dẫn tới mà nó chỉ được cấp là trung bình 10V, do đó là quạt sẽ chạy yếu nhá. Ý mình muốn là chan đo đóng mở theo nhịp đưa ra từ vi xử lý thì cái này nó ok. Khi xung ở mức cao thì chan đo dẫn bão hòa luôn thì đúng. Thực ra trong video mình nói là không dẫn bão hòa, chẳng qua ấy, là lúc nó mở lúc nó ngắt, lúc nó mở lúc nó ngắt mọi người nhá. Thì là mình coi gọi là dẫn không bão hòa thôi. Nhưng mà tiếp theo này, giải pháp đưa ra là làm sao để tăng thời gian dẫn cho chan to lên toàn thời gian, cho dù cái xung từ vi xử lý ra là không đổi. Đó, thì các bạn xem video kia các bạn sẽ biết được cái xung mình đo rồi nhá. Thì giải pháp của bạn này này là từ vi xử lý qua một diode chỉnh niu này, rồi qua tụ này, tụ lối GND tức là được lọc để tích trữ ấy. Sau đó qua trở hạn dòng tới chan to nhá. Thì diode bạn ấy đang nói diode này là cho dòng chảy từ vi xử lý lạp vào tụ, và khi xung PM ở mức cao và ngăn dòng sảng của tụ vào vi xử lý, tức là diode nó chỉ cho chiều đi ra thôi, còn chiều ngược lại là không nhá. Mục đích của nó là chúng ta sẽ tích trữ được cái năng lượng điện áp cao hơn trên con tụ đấy, nhằm duy trì dòng điện để đảm bảo chan to luôn hoạt động ngay cả khi xung P dẫn ở mức thấp. Ra khi ở mức 5V ấy, xung ở 5V ấy, chả được nạp tí nào vào tụ thì nó đã bị con dòng IB của cái dòng từ B sang E của con 800 đã ngốn hết rồi nhá. Chỉ có mình đang bảo nói là chỉ có dùng móc phét, thì móc phét thì nó sẽ không ngốn dòng các bạn nhá, nó sẽ tích trữ được trên con tụ như cái bạn này này, thì dẫn tới là nó chạy, và như mình vừa thử cho mọi người là nó đã ok vì như thế nhá. Vì mình đang thay một con móc phét móc phét mình đang chọn là con IRS Z24, và mình có đo thử đồng hồ kim, đồng hồ đo thông mạch của mình ấy, đồng hồ mình đang để đồng hồ đo thông mạch ấy, và mình kích cực G của nó là cấp cho có 3V thôi, và mình đo DS là nó mở bão hòa luôn. Nhiều con như con IGBT mà điện áp kích của nó là tận cộng trừ 30V thì nó không đạt được như thế đâu, nên không được đâu nhá mọi người nhá. Nên mình có chọn là con IRS Z24, thấy nó hợp, bởi vì là mình kích như 3V mà nó đã mở được bão hòa rồi. Thì đây nhá, bạn này nó như thế nhá. Sau đó là bạn ấy trả lời tiếp này, nên cái video này là mục đích là mình sẽ làm cho bạn ấy để xem cho bạn chạy mô phỏng có đúng không. Đây này, các bạn đọc này. Vấn đề ở đây là tụ sẽ được lạp trước tiên. Thì đúng là lạp trước tiên.
vì dòng điện đến chan to còn hạn qua điện trở đấy. Các bạn ý bạn ấy là phải lắp thêm một điện trở nhé, để mình thử nhé. Khi tụ lạp đủ thì chan to mới hoạt động. Ok, mình đã chạy thử với cái phần mềm mô phỏng này nhé. Tức là bạn này đã chạy bằng trên phần mềm mô phỏng thôi. Và mạch hoạt động ngay cả với cái xung của nó rất nhỏ, tức là 1% thôi. Có thể thực tế sẽ khác và mình sẽ thử thực tế khi có thời gian. Còn Kiên nếu có thể bạn thử xem nhé. Nên cái video này mình thử cho bạn này xem. Bạn đang chạy mô phỏng trên cái phần mềm Similota Auto này là nó ok với cái xung PWM chỉ 1% thôi. Xung PWM nó là như nào? Nó là như này này mọi người này. Là nó sẽ có lửa chu kỳ khóa và lửa chu kỳ dẫn. Đây là lửa chu kỳ dẫn này và lửa chu kỳ khóa. Và đặc biệt ấy, xung 1% tức là cái thời gian dẫn đỉnh xung của nó chỉ một tí thôi. Còn cái thời gian nghỉ thì nó nhiều. Mà bạn ấy bảo vẫn đạt được nha. Thì bây giờ mình sẽ thực tế mình sẽ làm cho như thế xem đúng được không nhá. Mình đã lắp ngại như này nhá mọi người nhá. Xung từ quạt ra nó là những cái chuỗi xung này, này. Các bạn này. Nó được lắn qua diốt. Đầu tiên của nó là chỉ là con 1K đây, lắn qua diode và được lạp tích trữ trên con tụ này. Con tụ đang còn mình đang lắp một con tụ 50V 4.7mm. Và cái xung khi xung đỉnh ra đây thì con tụ này được lạp luôn. Các bạn nha, nó sẽ tích trữ cái điện áp đây. Và sau đó là sẽ được hạn qua con 1K này. Bởi vì thực tế hôm trước ấy, mình có thử ấy, là mình chỉ đẩy tụ đây thôi chứ mình chạy thẳng thì nó không đạt nhá, không được nhá. Nhưng như với cái bạn này thì bạn bảo ấy, là để cho con tụ này tích trữ trước. Sau đó mới đi qua con 1K để tạo dòng IB. Các bạn nhá. Thì tại sao mình chọn 1K chứ không phải 10K? Có bạn thì nói là 10K thì 10K với cái điện áp xung ra đây lúc cao nhất ấy, nó là 5V. 5V là nhà sản xuất họ đã tính toán là dùng con 1K thôi. Thì mà hạn thì mới đủ dòng. Nên do đó mình cũng chọn con 1K nhá. Và kết quả ok mọi người nhá. Như vậy là cái bạn này qua video này chúng ta sẽ thấy ấy, là có những cái giải pháp mà những cái bạn bạn học giỏi, bạn học về chạy mô phỏng các thứ ấy, là chạy mô phỏng đúng chuẩn. Các bạn nhá, đây mình test thử cho ngang. À đây cho mọi người nhìn đã. Về cái mạch của nó. Như vậy là chúng ta sẽ không phải dùng amoc phét. Với cái kiến thức của mình là học từ lâu rồi, hàng 20 năm đổ lại đây rồi ấy, thì mình nghĩ theo thiết kế như này để nó tạo được cái điện áp cao đây để cho nó chảy thì nó đã ok rồi. Nhưng mà theo cái bạn chạy mô phỏng bạn nói như cái bình luận bạn ấy bạn nói thì tóm lại là cái đỉnh xung lúc đầu tiên cái đỉnh xung ra đây nó là 5V này này. Nó được chảy qua diode và con tụ này lạp nhanh lập tức tích trữ một cái năng lượng ở đây. Và sau đó là cái năng lượng đây nó mới được hạn qua con điện trở này để nó về mát. Còn hôm nọ mình lắp ấy, thì mình không có con điện trở này. Mà mình lại hạn điện trở đằng trước hoặc không có điện trở. Kể cả không có điện trở thì là bao nhiêu xung ra cái thì là con này nó đốt hết sạch luôn. Dòng IB nó đốt hết luôn nên con tụ này không được tích điện. Nhưng có con điện trở hạn đây thì con tụ này sẽ tích một cái hạt điện tử trở. Thì khi mà ở đây dương cái thì nó sẽ dẫn một cái. Thì nó tích ở đây được tầm khoảng gần 5V tí mình đo thử. Sau đó là khi mà ở lửa chu kỳ mà ở đây là 0V này, 0V này thì cái năng lượng tích trên con tụ này tiếp tục phóng để nuôi tạo dòng IB để cho con này là dẫn liên tục thì đúng thực sự là được ok luôn nhá. Mình đã lắp đi thế này các bạn này. Diode chỉnh lưu này, 1K thanh diode chỉnh lưu này. Đi ra đây nhá, tới cực B này và hiện tại là cực B này so với mát nhá, mình đấu con tụ phía đằng trước này, phía đằng này nhá, mọi người không nhìn thấy được này. Con tụ 4.7 này để tích trữ năng lượng đấy nhá. Y như này mà mọi người. Sau đó là tại cực B nó sẽ đi qua con 1K nó mới tới cực B của con 8050 này và dòng chảy của nó là từ C này, đi sang E này. Và đây chúng ta sẽ thấy kết quả này. Như vậy là võ như này thì không dùng móc phét cũng được các bạn nhé. Đó, chúng ta khi chúng ta xem cái kênh này chúng ta sẽ thấy có những cái kiến thức của rất nhiều người rất là yên tâm. Họ chạy mô phỏng họ thấy chuẩn. Đang chạm đây để chờ mình chỉnh đã. Nó đang chạm vào cái này. Mình ở non này, quạt chạy nhanh luôn, lập tức luôn nhá. Và mình sẽ đo trên con trên chân quạt này là 18V luôn nhá, ok nhá mọi người nhá. Con chan to đã mở liên tục. Hiện tại con BGT 8050 này đã mở liên tục, nó không nghỉ lúc nào cả, do đó mà quạt chạy mạnh luôn. Và mình đo cho mọi người cái nguồn tại cực tại con tụ, tại cực dương con tụ nhá. Nó chỉ được khoảng 3V thôi. Ôi nó ngắt rồi. Đây đo dương con tụ thì cũng đo ở đây cũng được này. Ở đây này. Nó chỉ được 3V thôi nhưng mà 3V
thì nó cũng tích trữ được chứ không phải 1,2V nữa các bạn ạ. Thì nó vẫn tạo được dòng IB. Thì ở 3V này hạn qua con 1K này nhá, sẽ vào cực B của nó này. Thì cực B ta đo chỉ được 0,7 thôi, 0,6, 0,7 thôi, bởi vì chúng ta đo giữa, mình vừa đo giữa đây và mát này. Thì khi điện áp nó từ 3V này nó dồn qua đây nhá, nó sẽ chảy từ B sang E và nó là mối nối NPN của một chất bán dẫn thôi. Do đó mà nó sẽ sụt áp chỉ còn 0,6 thôi nhá. Nên khi đó trang to khi nó mở nó chỉ, chúng ta lúc nào chỉ đo được 0,6, 0,7 thôi nhá mọi người nhá. Đó lại cho chúng ta này. Như vậy là giải pháp này nó ok nhá bạn nhá, các bạn nhá. Đó, cái kênh này không phải là kênh sửa chữa không nữa, mà cái kênh chúng ta sẽ học hỏi và chia sẻ những cái kiến thức điện tử. Series video này, series 3 video đấy các bạn đấy nhá. Đấy, còn nếu mà xung trực tiếp xung ra này, mình đo trung bình nó chỉ được 1,1, 1,2V thôi mọi người ạ. Và chúng ta sẽ thấy nếu mà mình dùng móc quét thì mình đo ở đây này, nó sẽ được 4,2, 4,3V cơ. Nhưng khi dùng BGT thì chúng ta thấy là BGT nó mở bằng dòng, nó bằng dòng, do đó nó cũng đã ăn dòng nhiều hơn, do đó nó đã sụt áp xuống còn 3V đấy. Nhưng mà 3V vẫn đạt dòng đấy, vẫn đạt được ngưỡng để cho con chan to này mở liên tục, mở liên tục, mở báo hòa liên tục thì quạt vẫn chạy được mạnh nhất các bạn nhé. Như vậy là ok nhá, đã có một cái giải pháp nữa nhá mọi người nhá, của chính là của cái bạn này này. Đây mình cho mọi người tham khảo lại để mình kết thúc video này. Sinh Nguyễn Trường, chắc là Nguyễn Trường Sinh đấy các bạn ạ. Đó chính là của cái bạn này nhá. Bạn ấy có nói này, mình đã chạy thử với và ngay cả khi xung PWM 1% thôi thì nó cũng mở ok các bạn nhé. Đó thôi, còn cái video của mình sẽ kết thúc đây nhá, không có video 4 đâu, mình không có thời gian các bạn ạ. Đây là buổi trưa đấy, hiện tại đang là buổi trưa này, 12:56 này các bạn này, nên mình có thời gian, mình không ngủ trưa nên mình tiện thể mình buổi trưa mình rảnh, bắt đầu mình mới đọc một số các bình luận. Thì mình thấy cái bác, cái bạn này bạn nói thì có khả năng cũng mình thấy cũng khả năng có lý, có chuẩn. Giờ ngày hôm trước ấy thì mình vừa nói rồi, hôm trước ấy thì mình không có con 1K này, mình chỉ có con tụ thôi, thì là bao nhiêu ra vắt nó tràn vắt hết thì là nó không tích. Nhưng hôm bạn ấy bảo là phải có con đấy để hạn để nó tích trữ cái năng lượng đây, thì mình thấy cũng đúng, nên là mình đã làm thêm cái video thứ ba này nhá. Để qua đây chúng ta sẽ hiểu thêm được một chút về kiến thức điện tử nhá. Còn video này thì sẽ kết thúc ở đây nhá, không còn video thứ 4 nữa. Chào tất cả các bạn.